Kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn thân mến. Em tên là Nguyễn Trần Ca Việt Phúc, hiện đang là sinh viên khóa 3 của trường Đại học EDX. Mã số sinh viên của em là COV021HB022. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ môn mới, đó chính là kỹ năng viết bài chuẩn SEO. Vậy trước hết chúng ta tìm hiểu những nội dung về kỹ năng viết bài chuẩn SEO. Thì trước hết chúng ta cần nên biết bài chuẩn SEO là gì. Và như chúng ta đã biết và như tôi biết thì bài chuẩn SEO chính là một dạng bài viết được chú trọng tối ưu nội dung và thỏa mãn nhu cầu của người tìm kiếm người dùng, và bằng cách đó ta có thể giúp những trang web của mình có thể được lên top Google và được lên trang nhất. Như vậy vậy đầu tiên khi ta vô vậy về một bài chuẩn SEO là như thế nào, trước hết chúng ta cần nhập một từ khóa nào đó, ví dụ như là quản trị kinh doanh vậy. Đây chị đi, khi ta vô đánh một từ khóa thì nó sẽ xuất hiện cho ta khoảng là khoảng 30.000, hơn 30.000 kết quả. Thì ta nhận thấy đây chính là trang nhất này, và hiện tại khi ta đánh chữ này thì sẽ xuất hiện những mũi trang web nào thì đều có ba phần này, vì phần này ba phần là phần thẻ tiêu đề là ở đây, và đây là đường dẫn trang, và đây phần mô tả trang, là mũi trang web nào cũng phải có, vì đây sẽ quyết định, và đây là thứ bắt buộc và quyết định cho người dùng có thể click vào hay là không. Về đầu tiên đó chính là phần thẻ tiêu đề. Thẻ tiêu đề sẽ được phần chữ màu xanh và được thể hiện rõ ở phần này. Đây, mỗi trang web nào cũng có như thế này. Và nó sẽ tốt chỉ tối đa là 65 ký tự. Và điều đương nhiên và cũng đều bắt buộc là phải chứa những từ khóa chính mà chúng ta đã đánh. Đây, ví dụ như quản trị kinh doanh này, edit đó. Và tiếp theo đây chính là phần đường dẫn trang. Đường dẫn trang là ví dụ như giống như là một địa chỉ nhà cụ thể nào đó, nó sẽ giúp ta sẽ đi đến một trang web. Ví dụ như ta ấn vào đây thì nó sẽ mở cho ta ra một trang web mới. Và phần địa chỉ trang hay còn gọi là phần link bài hoặc là URL thì nó chỉ là một duy nhất, giống như một địa chỉ nhà vậy, nó không thể trùng nhau được. Và phần địa chỉ trang này nó sẽ được viết không dấu và thay dấu cắt bằng dấu gạch ngang như trên. Đây, đại học Edit này, ngành quản trị kinh doanh là gì? Mỗi dấu cắt sẽ thay bằng dấu gạch ngang. Nếu ta ghi sai thì công cụ hỗ trợ SEO thì sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Đó là phần đường dẫn trang. Phần tiếp theo đó chính là phần mô tả trang này. Và ở đây nó sẽ tối đa khoảng 120 ký tự. Nó sẽ chứa những ví dụ như tính từ mạnh này hoặc là những con số cụ thể để giúp, và điều này sẽ là yếu tố quyết định để cho người dùng, người tìm kiếm có thể click vào trang web của bạn hay là không. Ví dụ như đây, quản trị kinh doanh như một người quản lý trưởng phòng. Vậy quản trị kinh doanh là gì? Ngành quản trị kinh doanh nghiên cứu cắt, nó là phần mô tả và nó sẽ chỉ thể tối đa là khoảng 120 ký tự thôi. Đó là điều để chúng ta vậy. Mà nhưng chúng ta đã nói trên thì vậy từ khóa chính đây, từ khóa chính là những từ mà chúng ta đã đánh ở phía trên và nó bắt buộc, và từ khóa chính này nó phải bị bắt buộc xuất hiện trong trang như ở phần thẻ tiêu đề này. Đây vậy nó chỉ bắt buộc và xuất hiện. Ví dụ như quản trị kinh doanh thì đây sẽ từ khóa chính và phần xuất hiện trong trang web là quản trị kinh doanh, và từ khóa chính này thì thường thường nó sẽ chiếm 2 đến 3% nội dung toàn bài.
và nó sẽ rải rác ở khắp bài, nhưng mà đặc biệt nó sẽ xuất hiện ở phần như heading này. Và như vậy thì ta cần biết là heading là gì. Ví dụ như là mỗi mỗi bài thì có thể chia ra rất nhiều heading. Và thẻ tiêu đề cũng chính là heading 1 ở chỗ trong web này. Đây. Heading 1 thì là mỗi phần mỗi trong web là chỉ có thể là một xuất hiện một lần duy nhất, giống như vua của một nước vậy, chỉ có một thôi, không được hai. Nếu mà hai thì sẽ lỗi và bài của bạn thì sẽ không được lên top. Và điều này thì chắc chắn người làm SEO nào cũng phải biết. Ví dụ như ta muốn biết một một phần này ở trong web là có bao nhiêu heading thì chúng ta cần một công cụ hỗ trợ, ví dụ như là SEO Worker. Phần công cụ hỗ trợ này chúng ta sẽ đến phần này sẽ xử lý và chúng ta sẽ biết được bao nhiêu heading. Đây, ví dụ như đây sẽ có một heading 1 là điều đương nhiên rồi, và phần trang này sẽ có 4 heading 2, 4 heading 2 và 15 heading 3 và có 4 heading 4. Đó là cách để chúng ta có thể biết được một trang web nào đó có bao nhiêu heading thì ta chỉ cần công cụ hỗ trợ. Đó chính là SEO Web Scale. Ok. Phần tiếp theo về nội dung bài thì đây chính là một trang web, khi ta ấn vào nó sẽ xuất hiện rất nhiều. Và như ta đã trên đây chính là phần cũng là phần thẻ tiêu đề, cũng là phần heading 1 luôn. Và tiếp theo đây chính là phần mở bài, như một trong giống như là phần mở đầu, giống như là một phần mở bài trong bài văn của mình hay làm. Một bài văn thì thường có mở bài, thân bài, kết bài và một trang web cũng vậy. Và đầu tiên thì nó thì mở bài về phần đoạn mở đầu thì sẽ chứa những từ khóa chính này. Đây, ngành quản trị kinh doanh là gì đó, nó sẽ chứa những từ khóa đấy. Và những heading 2, 3, 4 thì cũng như vậy. Heading 2 thì sẽ là luận điểm để phân tích và để đưa ra heading, để phân tích cho heading 1, và heading 1 là giống như là một luận điểm lớn vậy. Nó sẽ giúp ta biết thêm nhiều để giúp ta biết, và heading 2 sẽ giúp ta phân tích. Và heading 3 này là phần con của heading 1, nó sẽ giúp ta như đây. Đây phần đây là heading 3 này. Nó sẽ là con của heading 1 và đây chính là luận điểm nhỏ nằm trong trong heading 2. Ví dụ quản trị kinh doanh là gì? Vậy ngành quản trị kinh doanh là gì? Đó. Như vậy. Và thường thường thì mỗi heading này này đều phải chứa những từ khóa chính như là quản trị kinh doanh đó, như mình đã đánh ở trên. Tiếp theo là về phần nội dung của một đoạn văn thì đương nhiên rồi, phần nội dung đoạn văn, nội dung bài thì một câu thì chắc chắn là phải ít hơn, sẽ là ít hơn 20 từ, và một đoạn này phải là một câu thì sẽ nhiều nhất và tối đa là 20 từ, và một đoạn văn thì sẽ không được nhiều quá và tối đa chỉ có thể là 300 từ. Nếu mà lớn hơn thì ta có thể làm một heading nhỏ khác. Ví dụ như là phần ở heading 3 này mà chỗ phần này sẽ lớn, phần này mà lớn hơn 300 từ thì sẽ xuất hiện một heading 3 khác, là ví dụ như là C là sẽ là cái gì đó. Nếu mà chúng ta biết mà có bị lỗi trong bài hay không thì ta cũng dùng cái này để phân tích. Ví dụ như đây.
ta sẽ biết một trang web nào có bị lỗi gì không, thì ta cũng như trên là đã nói rồi, dùng công cụ phân tích là SEO Wiki nó sẽ phát hiện cho chúng ta đây, trang web này sẽ đã có hai lỗi xuất hiện. Và lỗi thứ nhất thì nằm ở tỷ lệ văn bản này, thì nó sẽ đưa ra lời khuyên hoặc khuyến cáo cho mình đó. Và ở viết định dạng này nó cũng xuất hiện lỗi, và đây là cảnh báo, sẽ hai cảnh báo này, đây phần mô tả trang này. Phần nó sẽ đưa cho mình và giúp mình biết được trang web nào có lỗi hay không, hay là gì đó. Vậy thôi. Đó chính là một công cụ hỗ trợ để giúp ta biết được như vậy. Ok. Về phần đó, mỗi phần heading thì đều có một phần nội dung riêng này. Và như ta đã thấy đây, mỗi phần heading 2 thì sẽ luôn luôn có một hình ảnh hoặc đặc trưng để đại diện nào đó để chúng ta biết. Đây, đây mỗi hình ảnh thì chúng ta không nên được copy một hình ảnh nữa, và nó phải được định dạng dưới dạng dạng là hình ảnh là dạng JPG và có kích thước từ 900 đến 600 bits, và dung lượng là chỉ không được quá 200 kilobyte thôi. Nó mỗi heading thì đều có một hình ảnh riêng, và hình ảnh này là độc nhất và chỉ riêng bạn mới có, và chỉ riêng thôi, chúng ta không được copy. Nếu mà copy thì chúng ta cần ghi rõ nguồn và đưa link ở phía dưới. Ví dụ như là ta có thể tìm một hình ảnh ở đó xem nào. Này đi. Nếu mà một hình ảnh thì chúng ta cần nên phải ta sẽ mỗi hình ảnh thì chúng ta cần nên là đặt đặt tên cho mỗi bức ảnh đó. Và cách đặt tên thì chúng ta sẽ biết rằng mỗi hình ảnh thì phải có đặt tên khác nhau, bắt nguồn từ những phần mà ta cần nên chú ý. Ta cần chú ý phần đặt tên bản này, kích thước phải dạng phải đến đến ảnh dạng JPG và khoảng kích thước từ 900 đến 600 bit mình đã nói ở trên. Và cách đặt tên ảnh thì sẽ bắt nguồn, bắt đầu thì xem nào. Chúng ta cần biết ảnh như thế nào thì chúng ta chỉ cần ấn vô ảnh và ấn vô chữ thuộc tính này. Đây chi tiết, đây là ảnh đã được định dạng JPG rồi. Và cần chi tiết thì chúng ta nên đặt tiêu đề này sẽ chứa những từ khóa chính trong ảnh, ví dụ như nó giống như phần đặt tên luôn.
nó sẽ có phần bắt đầu từ từ khóa này, ví dụ như ảnh đây là logo đại học edit, ta ghi ở đây là logo. Logo đại học edit đi. Và phần tiếp theo đó chính là phần màu sắc, thì đương nhiên là màu không cần, người ta cần nói về kích thước thôi. Về kích thước đây là dạng JPG rồi, và kích thước thì ta muốn biết bao nhiêu thì nó sẽ nói. Kích cỡ thì đây, nó sẽ không quá 200 KB thôi. Được, về phần phần chủ đề thì nó cũng giống như phần ở trên này thôi, người ta cần sao chép xuống và luôn luôn ta sẽ đánh giá 5 sao là ok. Phần thẻ, phần chú thích thì comment thì ta cần. Rồi. Mỗi phần đặt tên thì chúng ta cần nên đặt tên cho bức ảnh là về bắt đầu là từ từ khóa này, và phần màu và kích thước đó. Đặc biệt là chúng ta nên viết không có dấu, và mỗi dấu cắt thì được thay bằng dấu cắt ngang. Như vậy dễ hiểu, và hình ảnh này là cách nhanh nhất để chúng ta có thể lên top Google cách dễ nhất thôi. Như vậy ta cần nên biết vậy thôi. Và khi ta đăng ảnh này thì kích thước từ 900 đến 600 pixel thì nó sẽ tối ưu cho toàn bộ thiết bị, những điện thoại này, máy tính hoặc là laptop. Đó, để không bị lỗi. Và sẽ SEO sẽ về việc vấn đề này, chúng ta mà làm tốt thì có khả năng là có thể được lên top cao hơn. Về phần tiếp theo đó chính là phần đoạn kết bài, thì mỗi mỗi bài nào đó thì đều có mở bài, thân bài và kết bài. Thì thân bài là những heading mà mình đã phân tích ở phía trên, còn về phần kết bài là ví dụ như ở đây, phần kết bài là như đây, nó sẽ bao quát tóm tắt ngắn gọn lại toàn bộ nội dung của bài viết này. Và để giúp ta được hiểu sâu hơn như nhận này để mình đọc ha. Do vậy bạn cần phải tìm một trường đào tạo giúp mình bạn được thực hành, và bạn cần phải liên tục thực hành trong 4 năm đại học. Sau khi ra trường, bạn là nhân viên thực tập 4 năm, hoàn toàn có thể ứng cử vào vị trí trưởng phòng quản lý. Tuyệt vời hơn nữa là khi bạn tự khởi nghiệp dựa vào những bài học kinh nghiệm của mình trong 4 năm. Đó, để dễ hiểu như vậy thôi. Còn về về phần thì đó là phần kết bài, thì luôn luôn mỗi trang web nào thì luôn luôn đều có kết bài, và mỗi kết bài thì luôn ghi ở cuối trang này. Và điều tiếp theo đó chính là về backlink nội bộ và backlink ngoại bộ, thì chúng ta có thể biết được một đoạn trang web này có bao nhiêu backlink nội bộ hoặc backlink ngoại bộ, thì ta cũng cần áp dụng vào công cụ phân tích SEO là đủ rồi. Đây, về phần công cụ phân tích này, nó sẽ hiển thị cho chúng ta là có bao nhiêu liên kết nội bộ và bao nhiêu liên kết ngoài. Thì ở đây thì mình thấy được là 7 liên kết nội bộ và tầm khoảng kết ngoài, thì nó lỗi phông chữ hay sao, nó lỗi mình không định dạng rõ. Mà công cụ phân tích này sẽ giúp ta biết được trang web này sẽ có bao nhiêu phần
liên kết nội bộ và liên kết ngoại bộ, nó giống như là plug plug link vậy. Về phần tổng quan tổng thể về nội dung thì của một bài chuẩn SEO thì bài thì không được ít, tối thiểu là 2.000 chữ và có thể nhiều hơn nhưng không ít, về càng nhiều càng tốt vì Google, con bọ Google sẽ luôn luôn là luôn đề cao những nội dung dài và luôn chú trọng vì nó sẽ cung cấp nhiều kiến thức hơn như vậy. Và ta cần nên biết là mỗi văn bản này, mỗi bài văn, mỗi bài trang web thì luôn luôn dùng kích cỡ là 16 bài, đây cái nội dung này 16 bit. Đó là một tổng quát về một bài nội dung chuẩn SEO, thì tớ sẽ nói ngắn gọn lại để tổng kết lại. Bắt đầu thì luôn luôn đều có là phần thể tiêu đề là thể mô tả đó, và có đường dẫn trang này. Tiếp theo là phần mô tả trang, nó sẽ giúp ta biết được là trang này có giúp ích được gì cho ta hay không. Ở đây khi ta nhấn vào trang thì nó sẽ hiển thị phần đây phần thẻ tiêu đề và cũng như là phần heading một luôn. Ở đây là phần URL bài viết này. Đó. Nó sẽ một bài thì sẽ có chỉ duy nhất một heading một thôi. Và heading 2 và đây heading 2 tiếp tục là heading 3. Về phần trang web thì sẽ cần phải có hình ảnh. Mỗi heading 2 thì càng có một hình ảnh là càng tốt. Và luôn luôn có phần mỗi phần trang web thì sau heading 1 thì sẽ là phần mở bài. Ở đây phần những luận điểm mà heading 2 từ sẽ phân tích ra. Và chúng ta luôn luôn là khi phân tích xong thì luôn luôn đều có một phần là đoạn kết bài này, đoạn kết thúc đó. Tiếp theo là những gắn những link nội bộ này, ví dụ như ta ấn vào đây thì nó sẽ xuất hiện một link mới, nó cũng thể hiện ở đây mà bắt link nội bộ. Ok, nó sẽ giúp ta, đó chính là phần tổng quan nhất về một trang web mà chuẩn SEO. Nếu chúng ta đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí này thì bài web chúng ta sẽ lên top Google, lên trang nhất của Google một cách nhanh nhất. Nhưng mà điều này chúng ta cần phải thời gian và sự nỗ lực kiên trì là rất nhiều. Ok, đó chính là phần về phần một bài văn, một bài viết chuẩn SEO. Em xin cảm ơn thầy cô và anh chị các bạn đã lắng nghe và theo dõi em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo ạ.